Vâng, em xin chào các bác đấy. Tiếp đây là em lại có một cái cặp loa tay của Đề Nông em gửi đến các bác nhé. Đấy, này, loa tay của Đề Nông các bác này, nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy, những cái dòng này các bác về các bác ghép thêm làm cái loa chợ lời, làm cái loa nóc phục vụ các bác là thêm giải lời rất là hay nhé. Vì đây là những cái dòng loa tay của các cái bọn 5.1 này, dùng 5.1 đấy, chuyên để làm loa surround đấy, nên là cái giải lời nó rất là tốt đấy. Nó phụ trách chuyên giải lời và có một con loa chuyên giải súp, chuyên giải bát đấy, nên là mỗi con nó sẽ có một cái nhiệm vụ riêng biệt của nó, nên tiếng của bọn này để mà làm giải lời nghe rất là hay các bác nhé. Đấy, công suất của loa Maximum Input ở cái công suất EIAG là 30W và ở công suất BEAK là 80W các bác nhé, khoảng 6 ohm. Đấy. Con này nó có mã con SCA70 các bác nhé. Đấy, hàng về còn rất là đẹp này. Đấy, đẹp, rất là đẹp nhé. Đấy. Loa có một loa lời, một loa tép. Đấy, một loa lấy đại tép và một loa lấy lời nhé. Đấy, loa màng giấy màu vàng gân vải. Đấy. Tất nhiên rồi, nó sẽ phải là gân vải bởi vì là những cái con mà để làm giải lời thì cái gân vải nó sẽ là một trong những cái gân mà nó đáp ứng tốt nhất cái giải lời đưa ra nhé. Loa còn rất là đẹp, góc cạnh. Đấy. Đấy, dòng này là dòng loa lời cao cấp của Thể Nông. Thì bác nào lấy cái đôi loa này thì là giá của nó nhé là đi 800. Thì bác nào mua alo cho em tức là khoảng 400.000 một con loa này thôi. Đấy, bây giờ các bác đi mua một cái loa gọi là loa tàu nó cũng phải rơi vào tầm tầm đấy tiền rồi này. Nên mua cái loa bốt loa tàu ở trên trên chợ rời ấy, nó cũng phải tầm 400-500 một cái con loa tàu rồi, nên loa đời tàu của Trung Quốc nhá. Nhưng con này là hàng loa bãi xịn luôn, là của Đề Nông xịn luôn, nên chất trong tiếng sẽ tốt hơn cái bọn bốt, đúng không ạ? Bốt thì các cái bốt tàu em cũng đã từng bán khá là nhiều. Đấy, thực ra thì nó được cái là nó to, nhìn nó to nhưng mà cái giải nó tiếng của nó hơi khé, nghe nói chung là nó bị xé tiếng. Đấy, nói chung là nghe tiếng nó hơi bị gọi là thế nào nhỉ, nó gọi là nó thé thé, tóm lại là nó tiếng nó không được trong trẻo. Đấy, mở to nó hay bị kiểu nghe nó thé tiếng lắm, nên nó không được như bọn này tiếng nó sẽ tốt hơn. Đây em sẽ thử cho các bác một đoạn tiếng luôn nhá. Đấy nha, em sẽ test cho các bác nghe một đoạn tiếng của cái con loa này. Đây là con âm ly L801A của Onkyo các bác nhé. Con này nó là một cái âm ly chuyên nghe nhạc mộc, có nghĩa là nó sẽ không can thiệp bất cứ một cái bát hay là cái tép gì vào cái này cả, mà toàn bộ âm lượng, toàn bộ tín hiệu đưa vào như nào nó ra như thế, và nó tái tạo trung thực nhất cái chất âm của cái loa nhé. Nó tái tạo trung thực nhất cái tín hiệu đưa vào, sau đó đưa ra đây, và tất cả xử lý tín hiệu của sau này khi đưa ra đây, tất cả loa nó sẽ tái tạo đúng cái âm thanh mà đưa vào âm ly luôn nhé. Đấy, nên con này nó sẽ phản ánh rất trung thực cái tiếng của cái loa này. Đấy. Đấy. Mình đã ước con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh, mà hôm nay sao em ra đi về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày, làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được có bầy. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em khi ta nay đã rời tay. Thank you.
tìm được em ở nơi cuối mây, để đời anh thôi không xót xa, cô đơn không còn vây. Đừng khóc nữa khi con tim không còn say, đừng nhớ nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi về trời xanh xa nơi em đang trông nhớ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế đấy, các anh kia thấy không? Tiếng nó rất là trong, nó không bị xé tiếng nhá. Này nó rất là trong, nó không bị gọi là tiếng nó không bị chua. Đấy. Nó không bị xé tiếng. Đấy. Nghe rất là hay luôn. Các bác nào mà lấy cái loa này về làm loa đời cho cái bộ 5.1 hoặc là mình sử dụng 5.1 mini nhá, hoặc là mình sử dụng làm loa trợ đời cho các cái loa mà đang thiếu rẻ đời rất là tuyệt vời nhá. Đấy. Coi như là mình có thêm một cái tép rời bên ngoài thôi nhá, mình kẹp thẳng vào cái kẹp loa ở phía sau của cái loa nhá, đều song song lên. Đấy. Thì đấy, con này là đi 400 một chiếc, là 800 một đôi nhá. Thì bác nào đang có nhu cầu mua đáng đôi cho em nhá. Số điện thoại liên hệ là 0979 891682 hoặc là 0966 594581 các bác nhá. Đấy. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là đáng tiền mua các bác nhá. Rất là đáng tiền mua luôn. Con này thì là quên hình như chưa đăng kích thước cho các bác nữa. Con này thì kích thước đây. Chiều ngang là đi 9cm là 9.8.5. Chiều sâu là đi 10. Chiều cao là đi 15.5. Bát để đường kính, cái loa đời này đường kính là đi 8cm. Tép đường kính là đi 5.5 nhá. Ok, em xin kết thúc video ở đây và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em.